Chào anh An Bình Tâm. Chào anh Bình Dương, chào mọi người. Hôm nay chủ nhật mình giờ này chưa đi làm, còn có tiếng nữa mình tranh thủ lên chút. Nãy giờ nghe ok rồi. Anh lâu lắm mới thấy anh lên, giờ lên tham gia chút. Nhân dịp anh đang nói về cái vụ này thì cũng xin nhắc lại là có cái đợt cũng cách đây chưa tới một tháng anh cũng đã mở diễn đàn nói rồi. Tức là bởi vì mọi cái thông tin thì thực ra là nhiều người biết rõ nhưng mà vẫn không nói theo sự thật. Là bởi vì trước đây gần tháng anh cũng đã mở diễn đàn nói rồi, bởi vì cái thông tin bẩn trên YouTube bẩn thì nó rất là nhiều. Đúng không? Mà thông tin bẩn thì thường thường xuất phát ở đâu? Là những kẻ rác rưởi, những kẻ rác rưởi thì chả bao giờ sạch để nói sạch. Những kẻ rác rưởi luôn luôn nói thông tin bẩn, bởi bản thân họ rác rưởi thì họ có sạch đâu mà bị họ nói sạch, thì họ luôn luôn là thông tin bẩn. Mà những kẻ nghe thông tin bẩn cũng là những kẻ rác rưởi thời mới mà nói bẩn, cũng nghe bẩn. Mình cứ nghĩ đơn giản như vậy. Chứ mình cũng thực ra trong cái thế giới hiện nay thông tin này kia nó ở đâu mà không biết. Một cú nhấp chuột thì xem trong vòng clip mười mấy là biết rất là nhiều để biết. Mà nếu mà người có cái tâm thì người ta muốn một thông tin một thực xem những cái nguồn thông nhiều nguồn thông tin khác nhau, nhiều nguồn đánh giá ở các quốc tế khác nhau họ thừa biết, mà chắc chắn họ cũng có xem đã từng chứng kiến những cái thông tin của các cơ quan truyền thông trung lập khác ở nước ngoài, họ nhận xét một cách trung thực về các nước trong đó có Việt Nam, họ thừa biết. Nhưng vì họ bởi vì họ là những kẻ rác rưởi, họ bẩn, họ dính bẩn rồi, họ không thích nghe những cái gì sạch, xem những cái gì bẩn đi rồi. Cái bây giờ nói tin sạch họ không thích đâu, nói thông tin sạch họ không nghe, nó họ không khoái đâu, vì họ quen cái mùi của thông tin bẩn rồi, con hiểu không? Quen như vậy rồi. Những kẻ tìm rác bới rác thì thích nghi nghe những cái mùi rác, mùi bẩn tùng rác rồi. Bây giờ người đó, họ quen thì giờ biểu họ nghe không thì sạch họ khoái đâu. Cho nên là bây giờ mình mà cứ ngồi nói là họ phải nghe cái này cái kia cũng hơi khó đó. Bao giờ họ rũ bỏ họ trở thành người sạch sẽ kia? Còn hiện nay đang những tưới rác tìm cơm thì nói chung là cũng rất khó nói cho họ. Họ đòi hỏi họ phải nghe những cái thông tin sạch, đó là thực tế. Và hầu như người ta cũng không còn biết cái mùi hôi là cái mùi gì, cái mùi nhục là cái gì nữa. Chứ nhiều khi ở đâu đó người ta vẫn đọc được những cái thông tin sạch của các cơ quan ngôn luận, của các cái trang mạng quốc tế chứ không phải từ Việt Nam ra. Họ nhận xét trung thực về Việt Nam, nhưng họ nuốt không trôi những thông tin đó. Như mình đã phân tích vừa ở trên, người ta thấy nhục. Thay vì thấy những cái thông tin mà đánh giá của cơ quan truyền thông nước ngoài nó trung như vậy, thì mình làm người Việt Nam, mang danh người yêu nước Việt Nam thì mình phải tự hào những cái điều đó. Mà không có, người ta đâu có tự hào. Rồi lại bằng cách tìm những cái clip của các cái trang thông tin bẩn để dựa vào đó lại tiếp tục kích động xuyên tạc. Thì những cái thành phần đó có bao giờ chia sẻ những cái thông tin sạch đâu, những cái thông tin tích cực đó. Đúng rồi. Bây giờ mình thấy đã mang danh những người là yêu nước đâu, yêu nước đúng không, muốn cho đất nước ổn định, hòa bình, phát triển, thì những cái gì mình bức xúc do còn tồn tại mình đăng lên được thì mình cũng phải đăng lên những cái thông tin mà tích cực, những cái Việt Nam đang được, đang làm được, mà được cái thế giới công nhận, được các cái những người nước ngoài, họ là những người khách quan nhất, họ không thuộc cái nào hết đó, họ nhìn nhận, ghi nhận, họ đánh giá, họ viết bài, họ đăng bài. Mà những cái người đó họ có bao giờ chia sẻ cái nguồn thông tin đó đâu? Phải để hỏi những kẻ nó yêu nước cái chỗ nào, họ muốn Việt Nam phát triển chỗ nào. Cũng như bây giờ anh biết không,
anh chia sẻ tiếp đi rồi anh nói đi dạ, anh cứ nói đi, có gì em cứ mau cứ nói đi. Tại vì anh biết là từ những cái thông tin đó, ví dụ như điển hình anh thấy là cái vấn đề từ cái ngày tấn công vào cái tòa nhà Capitol đến bây giờ, cái hệ lụy đến bây giờ, anh thấy không, từ bắt đầu một cái nhóm nhỏ tạo thành một cái hệ lụy đến bây giờ, cái sự kỳ thị người châu Á nói chung và cái người Việt nói riêng, anh thấy không? Mà bây giờ những cái thành phần đó, anh thấy có khi nào dám lên tiếng là nói là thế này về cái việc đó không, đúng không anh? Có nghĩa là khi một khi cũng giống như những người bản xứ, người ta đã ít nhiều người ta đã không thích nhưng mà ta không nói, nhưng mà khi giọt nước ta làm tràn ly thì nó trở thành một những cái hệ lụy, mà những cái hệ lụy đó, những con người, người ta ví dụ lao động bình thường, mình đi ra đường mình cảm giác mình sợ hãi, đúng không anh? Có nghĩa là mình không biết là vô tình hay sao, mình bất chợt mình có thể mình gặp phải những cái tình huống đó, anh thấy không? Đó là một cái hệ lụy. Nhưng mà những thành phần đó bây giờ sao, xếp gió nằm nhà, bắt đầu lên trên mạng ra rã tung hô thế này thế nọ để dẫn dắt những con người nhẹ dạ hơn, những cái vấn đề mà nó có nghĩa là không thể nào nó có thể diễn ra đó, mà họ dẫn dắt những con người đó đi làm theo cái điều sai trái. Thì những cái vụ mà những người Việt ở bên này á, thì hôm qua ở nửa vòng trái đất TV với lại kênh Phố Bánh Xa TV có đưa cái vụ mà những người Việt tuần hành chống kỳ thị người Việt gốc Á đó, thì nó là một cái điều rất là vô lý, là cả hai bên, những người Việt tham gia cái tuần hành đó lại cũng chia phe là đấu đá nhau, nó là một cái điều nực cười, trong khi cái mục đích nói là đi biểu tình chống kỳ thị thì ta phải đồng lòng, nhưng cũng là những cái lực lượng lại cũng chia ra hai phe chửi với nhau, đó là một cái điều cực nhục luôn mà người ta đâu có thấy. Nó là mâu thuẫn ở cái chỗ đó. Mà một điều đáng nói nữa, bình thường chống cộng hô hào này kia thì chuyên tạc chống phá thì thấy ông chủ tịch này chống chủ tịch nọ, chắc còn những cái gì việc thiết thực ngay cái đất nước Mỹ này, những cái cuộc diễn hành như hôm qua hôm kia đó, đòi về cả thay cái ông chủ tịch tổng thống, chủ tịch cộng đồng bình thường đi quyên góp, làm thùng thư đi quyên góp kêu gọi thì lắm chủ tịch lắm, nhiều hội đoàn lắm, nhiều chủ tịch lắm, thấy lắm ông chủ tịch lắm, mà đi đòi cái kia thực nhất là cái an toàn tính mạng bị kỳ thị đối với người châu Á, trong đó có người Việt Nam, thì họ không thấy cái ông chủ tịch nào, mà ông chủ tịch mà ông trốn cái góc xó nào, không có thấy ông chủ tịch nào mà xuất hiện. Bình thường mà đi quyên góp tiền của ông thì lắm ông xưng hô là chủ tịch, ông nào cũng đòi làm chủ tịch, ông cũng đòi bưng thùng đi quyên góp hết. Nhưng mà cái thiết thực, nhưng em có thể không, mấy hôm nay tổ chức cái diễn đàn, cái diễn hành thì không thấy ông chủ tịch ông nào, bởi vì đi đó không xin được tiền, không quyên góp được tiền, ông chủ tịch trốn đâu hết, lúc đó không phải ông chủ tịch nào luôn, không có ông chủ tịch nào luôn, hầu như người Việt cũng có chủ tịch trong cái sự kiện này, mà quái chiêu cái đó. Mà đó là cái thiết thực hiện nay á, người châu Á đang bị người Mỹ kỳ thị, uy hiếp, gây bất an, mà người Việt tự phát ra, tự phát rồi hè nhau đi diễn hành, không có một cái tổ chức nằm cho ra hồn ấy, đã vậy còn chia phe đấu đá nhau, chửi bới nhau, chia thành hai phe, không có thấy cái ông chủ tịch nó lòi cái mặt ra, kỹ thuật vậy mà vẫn có những người nghe, vẫn người tin. Rồi như mấy hôm nay anh vẫn lên mạng nói, anh có bốt bằng các cái thành phần lâu nay vẫn cứ hô hào ấy, như Thân Thái rồi Benny Trương rồi Hoàng Nguyên, mà không hiểu sao người ta không bao giờ đã động đến cái chuyện tại ngay tại cái nước người ta đang ở, mà cứ chọn mỏm bà con anh em người Việt mình đang bị uy hiếp, đang bị kỳ thị, bọn nó nói ngơ lơ, nó có thấy lên tiếng đâu, không một bài nào đề cập đến cái chuyện đó hết luôn. Mà mình tham gia vào chương trình đó, mình comment, mình bình luận những cái sự kiện đó vào trang nhà, tụi nó xóa, tụi nó lóc,
Có phải tụi nó nhục không? Mà lại không thấy nhục. Nó đâu có biết nhục nữa đâu. Dạ. Bởi vì những cái sự kiện như vậy á, có dám đâu. Khôn nhà rải giải chợ chứ đâu có dám, có dám hó hả? Ra đường thực tế đó. Lên mạng á, chửi về Việt Nam vậy thôi, chả ảnh hưởng tới bản thân. Bởi vì không có tự nhục cho ai, comment chửi đồng kệ. Vậy đó, tụi nó là như vậy. Chứ con dám ra ngoài đường để mà tổ chức sự kiện này, sự kiện kia, đòi hỏi quyền lợi thực tế cho ngay, thiết thực cho ngay bà con đồng bào Việt Nam ngay tại xứ sở mình đang sống. Bọn nó có dám đâu. Ngồi trong góc xó nhà để live stream, để kêu gọi, để kích động. Những kẻ xấu, những kẻ ngu muội, những kẻ không hiểu biết gì, những kẻ ảo tưởng ở nước ngoài, ở trong nước, để lừa dối họ, để kêu lừa gạt. Tân Thái còn lấy cái hình ảnh của Myanmar ra kêu gọi để làm gương nữa kìa. Nó mâu thuẫn không vậy? Vậy anh thấy có nghĩa là qua một cái thời gian, đúng không? Cái sự nhục nhã của Tân Thái đến mức độ là có nghĩa là khi khẳng định với mọi người rằng là năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Mà đến ngày hôm nay, cái sự việc đó khi mình lên truyền thông mình làm một cái điều đó, đến ngày hôm nay nhìn xem. Vậy mà gương mặt của mình vẫn lên tỉnh bơ để mà nói những cái điều khác nữa về về Việt Nam. Cái gì Dương Bá Cường, cái gì vậy? À, muốn cái gì hồi là gửi camera đi, anh gửi cho lên nè, ngồi dưới comment chi mỗi tay. Để cái dễ dàng đó, cái dễ dàng đó giờ lú ra đường xem coi nó như thế nào. Nha. Anh thì anh không quan tâm cái giải vàng đó nữa, bởi vì thực ra nó chả còn giá trị gì đối với mọi người ở đây, chứ đừng nói liên quan. Ở đây người Việt bây giờ cũng không ai xem. Anh ở đang ở Mỹ này, không mấy khi gặp cái thẻ cờ vàng nó nữa đâu. Bởi vì nó chả có cái giá trị trên thế giới này nữa. Nó chỉ còn cho những kẻ hận thù, ảo tưởng thôi, chứ nó không trả ra cái gì. Nó không trả có một chút giá trị. Đấy là cách chính vì điều đó họ không thấy, họ không thấy tự nhục. Cho cách đây mấy năm mà, khi đó Phú Quân Sa TV với lại có mấy cái đài quay trong cái buổi tưởng niệm chi đó mà ở Cali đó, xếp hàng đi vô đó, có lẽ không được nhiều người xem, nó cầm cái cờ đi vô cửa, cảnh sát Mỹ nó đứng ngay cửa, nó thu cờ, nó nhét vô thùng rác luôn. Đúng rồi, người Mỹ nó xem cái lá cờ đó vô thùng rác rồi. Rồi giống như mấy lần ở mấy ông đại sứ Mỹ mà đi gặp cộng đồng xuống tiếp xúc, giống như ở Việt Nam gọi là tiếp xúc cử tri ở các cái đó, thì người Việt cũng tới dự. Mấy ông đại sứ không biết trước chứ nó bắt dẹp cờ vàng qua bên, nó không có chịu chụp hình, nó có chịu cho cờ vàng ở trong cái đó. Người thế giới này chả ai xem cờ vàng. Thậm chí vừa rồi cái vụ 6/1 người ta còn hỏi là cái cờ đó chỉ có người Việt cùng cho các cái sân dân khác, người ta đâu có biết cái lá cờ đó là ai. Người ta còn hỏi đó là cái biểu tượng của ai nữa, tiếng người ta quan tâm. Thôi kệ, nên kệ, cứ còn hằng học hằng thù thì cứ kệ cho nó, cho nó ông cháu còn cái giá trị nào trên cái thế giới này đâu. Tại vì anh biết sao không? Có nghĩa là đến bây giờ do khi cái truyền thông nó đã phát triển đến mức độ này đó, ví dụ chia sẻ về vấn đề như thế nào, anh thấy anh giống như hôm mới anh nói lại Dương nói 4 bữa trước thì Dương có lên một cái diễn đàn của cái chú đó ở Úc cũng vậy. Có nghĩa là đôi lúc nhiều khi chú ngồi chú nói lên trên một cái sự gọi là uất ức của cái bản thân thôi, nhưng mà chú luôn luôn mượn cái câu là nói để cho giúp cho những cái thế hệ trẻ của Việt Nam. Thật sự những cái thế hệ trẻ của Việt Nam bây giờ họ không quan tâm đến những cái điều đó, họ chỉ quan tâm đến bây giờ thứ nhất là gì, học hành, cái thứ hai đóng góp gì cho bản thân họ, cái thứ ba xây dựng đời sống cho nó tốt cho xã hội. Đó là những cái họ người ta quan tâm. Tại vì sao? Anh thấy bây giờ Việt Nam nỗ lực, nhà lãnh đạo người ta nỗ lực, người dân đầu tiên là thế hệ, ví dụ chẳng hạn như Dương, thế hệ cha anh người ta nỗ lực, bây giờ tính bản thân mình nỗ lực rồi để chi, để sau này con cái nó sẽ nỗ lực, thì dần dần Việt Nam nó từng bước đi lên. Tại vì khi thay đổi một thế hệ thì mỗi một thế hệ đã xây dựng Việt Nam tốt hơn, giúp cho Việt Nam họ hiểu hơn và lao động hăng say hơn để mà có được cái thành quả tốt hơn đó. Những đó là ở những người dân trong nước người ta tự người ta làm, có nghĩa là trong cái nghèo, cái khổ, cái khó, người ta tự vận động năng lực của mình
càng cố gắng hơn, chứ không phải là ngồi ở trên mạng này mà rêu rao những cái điều như những cái thành phần đó họ họ nói. Với anh thì anh cũng không quan tâm lắm, anh chỉ cần nói một điều thế này: muốn khẳng định vị thế của mình hãy nhìn những gì mà giống như bọn cái bác nói, đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn gì cộng sản Việt Nam làm. Thì đây, Việt Nam, cộng sản Việt Nam đáng tệ này, những điều Việt Nam đáng làm, cộng sản Việt Nam làm, mà nó được thể hiện bằng uy tín của họ hay không. Nếu không uy tín thì không có việc lần thứ hai Việt Nam được bầu làm chủ tịch Hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 vừa rồi, đúng không? Là một. Và Hội đồng Nhân quyền được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chính anh cũng thường xuyên nói là hãy tham gia, hãy xem các cái hội đồng hoặc các cái ủy ban mà của thuộc Liên Hợp Quốc, thì của bao gồm cả gần 200 quốc gia vùng lãnh thổ, nó mới có giá trị. Đừng xem quá, đừng có quan trọng đối với những cá nhân, các cái tổ chức chức tự xưng đánh giá này kia, nó chả có mặt pháp lý nào. Đúng. Nó chả không có giá trị. Nó không có giá trị. Nên đâm ra là cái vấn đề, ví dụ như chẳng hạn như báo chí họ đưa ra, ví dụ như cái tổ chức nhân quyền gì họ đưa ra, hay là cái tổ chức phi chính phủ gì, thực ra đó là những cái gọi là cái tên nó đặt ra để nó theo dõi, để mà gọi là thật, chẳng qua là thọc gậy bánh xe để cho dẫn dắt những con người yếu về tinh thần để nhìn về những cái điều đó thôi, chứ hoàn toàn là chả có nghĩa gì cả. Cái tổ chức đó chỉ là đơn thuần một cá nhân, một tổ chức, một thậm chí là một quốc gia cực thù địch nào đó, hoặc là một cái, chứ còn nó không đại diện tất cả các quốc gia giống như là Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc là mới là cái ông đang đại diện gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì nó có các cái nghị quyết được dựa trên cơ sở ý kiến của các cái quốc gia thành viên, mà quốc gia thành viên đây là gần 200 quốc gia, thì mọi các cái thành viên trong cái Liên Hợp Quốc đều phải theo các cái nghị quyết đó, và những cái quyết sách của những cái của cái Liên Hợp Quốc thì các quốc gia phải theo, phải chấp hành, và ai được tín nhiệm đó mới là sự giá trị. Vậy thì những cái luận điệu xuyên tạc cộng sản Việt Nam thế này thế kia, anh vẫn hay comment ở trên mấy hôm nay, anh vẫn comment Việt Nam đang lần thứ hai làm đại ca thế giới, tức là được làm chủ tịch hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ hai. Không dễ gì mà có một quốc gia được như vậy đâu, nếu anh không làm cái thứ gì, nếu anh không làm được cái gì. Nếu anh là độc tài, là anh vi phạm nhân quyền, anh thế này thế nọ, thì không có bao giờ được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, rồi Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm gì có. Nhiều tổ chức ở Liên Hợp Quyền Châu Âu đó, rồi ký kết các hiệp định thương mại giữa các quốc gia, anh nói này, các cái quốc gia trước đây từng là cựu thù, từng là ngoại xâm Việt Nam. Đáng họ lẽ họ phải hận thù Việt Nam ghê lắm chứ, bởi vì họ là bại trận của Việt Nam mà, họ bại binh của Việt, với Việt Nam mà, thì đáng loại sẽ hận thù lắm. Nhưng hầu như tất cả các nước đó bây giờ là đối tác quan trọng, đối tác chiến lược Việt Nam ấy là, và người ta ký kết các cái hợp tác thương mại phát triển. Đơn giản như Mỹ đây, anh trước đây thời Việt Nam Cộng Hòa thì gần như là phụ thuộc vào kinh tế nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản và thậm chí cả Lào nữa. Theo các bạn xếp hạng, người Việt Nam Cộng Hòa còn đứng sau cả Lào, chỉ được trên Campuchia. Và sau khi thời năm trước Việt Nam Cộng Hòa thì gần như là nhập khẩu từ cái tăm chỉ răng cho đến cái kem đánh răng, cái bót đánh răng, tất tật tật nhập. Anh vẫn nhớ kem Hinot, cái thời Mỹ rất là nổi tiếng. Nó ngược lại hoàn toàn, hiện nay ở bên Mỹ này, đi chợ ở Mỹ thì rất nhiều cái mặt hàng tiêu dùng đã phải nhập khẩu từ Việt Nam qua ở bên Mỹ. Và cái điều được chứng minh là năm 2020 mặc dù khó khăn về Covid thì nhưng cái lượng nhập siêu vào Mỹ ở Việt Nam của hàng hóa Việt Nam cũng trên 76 tỷ cơ mà. Mà ngược lại Việt Nam chỉ nhập cho hơn 40 tỷ thôi. Và Trung Quốc cũng là cái nước dẫn đầu nhập khẩu hàng hóa vào Mỹ. Hai cái nước cộng sản mà bọn chúng nó vẫn cứ chửi nhau rồi xuyên tạc thế này thế nó đó hả, là hai cái nước đang nhập khẩu vào Mỹ. Đây này, hàng hóa ở Mỹ này, đi chợ này, chủ yếu hàng Trung Quốc, hàng Việt Nam, rồi hàng mẹ.
Anh nói thiệt, ở Mỹ mà đi tìm hàng Mỹ mua đâu phải dễ mua đâu, có đâu, khó lắm. Nhưng bọn con nói là của Việt Nam làm gì có phát triển, Việt Nam làm gì có phát triển, mà bọn không biết nó cái chữ phát triển là phải dựa trên cơ sở nào để đánh giá là phát triển hay không. Đúng anh, chứ Và đâu đơn thuần qua câu hai câu nói là đúng không anh, nó phải đơn thuần dựa bằng kết quả của nền kinh tế xuất nhập khẩu, nó thể hiện bằng con số. Chứ bọn nó cứ nói khoe chụp ảnh khoe cái thời Việt Nam Cộng Hòa xe xe chạy đầy đường, xe ô tô chạy đường, kinh tế này kia, mà bọn chúng nó có nói đâu có dám nói đâu. Kinh tế những cái loại hàng đó là hàng hóa nhập khẩu chủ yếu, chứ cái kinh tế miền Nam hồi xưa chỉ có một số thành phần kinh tế mà nằm trong tay người Hoa là chủ yếu, chứ người Việt cũng chả có nắm được đâu. thì Mình đúng sẵn đây anh không biết anh có xem lại một cái đoạn clip ngắn của đài CNN khi quảng cáo cái xe VinFast của Việt Nam, thì nếu mà anh Minh anh có xem rồi thì anh có anh xem chia anh sẻ thêm đấy. thì đó anh mới nói là bọn chúng cứ trước đây ra rã nói ồ ở miền Nam sản xuất được cái xe La Đà Lạt hồi xưa, xe Đà Lạt hồi xưa anh cái xe ngó còn tèm mà chúng tự hào, mà chúng đâu có biết rằng cái vỏ xe thôi chứ mà chúng chỉ làm được cái vỏ xe là đâu phải bây giờ đâu. À, tự hào lắm, còn ngoài đường toàn chạy xe Mỹ không à. Xe tải hồi xưa mà ở Việt Nam toàn xe Mỹ không à, GMC này nhiều lắm, mấy cái xe GMC, Chevrolet, cái gì tùm Ford viết toàn xe Mỹ, làm có xe nào Việt Nam đâu. Anh có xem, nói chung anh xem để rồi chuẩn bị sắp tới xe VinFast xuất hiện đi thị trường Việt ở Mỹ, anh sẽ mua một chiếc và lúc đó anh sẽ chạy trên đường phố Mỹ và lúc đó anh sẽ live stream để cho mọi người thấy hãnh diện cái xe gì trên Việt Nam. Còn bọn Ok. chúng cứ xuyên tạc về cái xe VinFast ở Việt Nam á là chỉ là lắp ráp, chỉ là người làm gia công, chứ chúng lại không bao giờ dám đăng cái clip quay cận cảnh về hệ thống sản xuất xe VinFast ở Việt Nam, nó hiện đại, nó tự động từ khâu nào đến khâu nào ngay tại Việt Nam, bọn chúng không bao giờ được chuyện đó, Đúng rồi anh. không bao giờ được chuyện đó. Mà đó là một thực tế bọn chúng cố tình xuyên tạc, thì những cái gì chúng đưa là những cái gì bọn chúng dựng lên để che giấu những cái thành tựu mà những cái kết quả Việt Nam làm được. Và cái cụ thể cái xe VinFast đó, rất nhiều clip người ta quay cái cận cảnh ở trong cái nhà máy sản xuất đó. Xe VinFast rất là tự Đúng hào, rồi, rất là nhiều không. rất nhiều các clip để quay về cái nhà máy sản xuất của VinFast, hệ thống tự động cực nhiều. Đó rồi cũng giống như anh có cái bà cũng có đăng một cái clip về cái hệ thống nhà máy sản xuất các loại thực phẩm ở Việt Nam mình đó, bánh trái rồi mì tôm tất rồi nhiều cái loại hoa quả xuất khẩu qua Mỹ này mà sản xuất hoàn gần như tự động rất là nhiều ở Việt Nam luôn, từ khâu sản xuất ban đầu nguyên liệu cho khi thành phẩm đóng gói đóng thùng bỏ nó rất là nhiều, anh cũng đã bốt lên rồi đó. Nhưng bọn đó có bao giờ thấy cái chuyện thì đó, thì anh cũng tham gia ít để cho anh em dễ lên, anh cũng chuẩn bị đi làm Ok, thì cảm ơn anh. Chúc anh ngày nãy cuối giờ tuần nhiều sức khỏe nhé. hồi nãy giờ lo nói cho nên cũng không có nhìn comment, cũng nó lướt lướt cho nên cũng chào được lại mọi người, thì trước khi xuống cũng xin cảm ơn mọi người, mấy anh chị em mọi người đang theo dõi, mà lỡ anh mình tâm có nói gì nó cũng chưa chính xác, nó còn đâu đó nó còn sơ suất thì cũng bỏ qua, tại vì lên diễn đàn trực tiếp nó cũng không có chuẩn bị gì tư liệu và dữ liệu gì, cho nên nhớ tới đâu thì nói tới đó. Chứ còn muốn có một thời gian Cảm dài để chia sẻ thêm, cũng có mấy cái chủ anh đề đã muốn biết. chia sẻ thêm nhưng mà cũng có cái chưa có rảnh cái thời gian, có nhiều Tại vì chuyện thật để ra mình là mình nói như thế này nè anh, có nghĩa là mình chỉ là một người dân, mình thấy được những gì mình chia sẻ từ cái kinh nghiệm của bản thân mình thôi, chứ mình không phải là một cái gọi là một cái gì mà mình phải có bài vở hay là có gì, nên cái chuyện mà mình nói chuyện nó không đôi lúc thì không lưu loát, thì bản thân Dương thì cũng nghĩ vậy thôi anh.
mình chứ người dân mình nên mình chia sẻ những thông tin để mọi người cùng hiểu nhau. Mọi người xem như đây là một cái thông tin để mọi người có thể là từ cái thông tin này họ tìm hiểu xem những cái nơi thông tin khác có những cái gì mà nó cũng giống như anh em mình nói hay không, hay giống như anh em mình nhận định hay không. Đó là những cái là mình mong muốn mà. Chứ mình thực sự là bản thân Dương vậy, mình nói mình chỉ lên mình nói thôi cũng chả chuẩn bị một cái điều gì, đúng không anh? Ơi, nhân dịp đó chào anh Kevin Hudson nha, có Vin ở New York đây. Có thì À rảnh có cái đó thông đúng tin không? mới thì anh Kevin lên tham gia. Rồi còn cũng chào lại mọi người, chào chung mọi người và cảm ơn mọi người, chắc cũng không chào riêng được nữa nha. Thôi xin Rồi, rồi, ok, cảm ơn anh. Chúc cảm anh ngày cuối tuần vui ơn vẻ Vin. nha. Rồi, cảm ơn anh. Ok. Chào mọi người. Dạ rồi, chào anh.